có mông trắng, mông đen và mông hoa. Tuy ba nhánh mông với một trang phục khác nhau và một số các phong tục tập quán khác nhau, thế nhưng họ đều đam mê và yêu ca hát văn hóa văn nghệ. Điệu múa xuân về trên bản mông như các chú đoàn đang thấy ở trên sân khấu là một trong những điệu múa mà bà con dân tộc Mông chúng em nơi đây thường múa vào những dịp lễ hội, ngày Tết và mùa xuân.